Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với tin đá bóng đá ngày 8 tháng 4. Ten Hag tự hào với một điểm trong tay. Klopp nổi điên với bàn thắng của Kobe Mino. Một trận đấu quá khó khăn, Ten Hag tự hào với một điểm trước The Kop. Dù đã trải qua một trận đấu có thể nói là vô cùng khó khăn trước Liverpool vừa qua, tuy nhiên sau khi trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool kết thúc, huấn luyện viên trưởng của nửa đỏ thời Manchester là Erik Ten Hag đã có một vài phát biểu đáng chú ý như sau. Bạn biết đấy, ngày hôm nay chúng tôi đã có một ngày làm việc quá vất vả, vào lúc này tâm trạng của tôi khá lẫn lộn. Đương nhiên rằng bản thân của tôi rất vui vì những người học trò của mình đã giành được một điểm trước đối thủ rất mạnh như Liverpool. Dù vậy tôi khá buồn vì tập thể này đã mất quá nhiều điểm số trong các trận đấu vừa qua. Ngày hôm nay, những cầu thủ của tôi đã có những cơ hội riêng cho mình. Tuy vậy 3 điểm đã không ở lại với chúng tôi và ban huấn luyện của đội bóng sẽ để mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Manchester United vẫn còn những mục tiêu trong mùa giải năm nay. Xây dựng lại The Blue, Pochettino chia sẻ về công việc tại Chelsea. Sau trận hòa với tỷ số 2 đều trước Sheffield United, huấn luyện viên của Chelsea là Mauricio Pochettino đã có một số phát biểu đáng chú ý như sau. Trận hòa hôm nay là kết quả công bằng cho cả hai. Chelsea hiện tại là một đội mới và chúng tôi đang học hỏi. Quá trình này luôn mất nhiều thời gian. Đây là một dự án, một quá trình kéo dài 3 hoặc 5 năm để xây dựng một đội bóng vững mạnh. Có lẽ nhóm cầu thủ của tôi chưa đủ trưởng thành để thi đấu với tần suất 3 ngày một trận. Vì vậy cầu thủ cần có thêm thời gian để thích nghi. Fan Tottenham phấn khích Ange Postecoglou khen ngợi Mickey van der Ven. Ange Postecoglou đã dành những lời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Mickey van der Ven sau khi hậu vệ này ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest. Sau trận đấu, huấn luyện viên người Úc đã chia sẻ như sau: Mickey thực sự khao khát và quyết tâm trở thành người giỏi nhất có thể trong mọi trận đấu. Hôm nay khả năng phòng ngự của anh ấy rất xuất sắc, thêm vào đó là một pha lập công tuyệt vời từ một tình huống cố định. Với sự tỏa sáng này của Mickey, nó sẽ là động lực cho cầu thủ khác phấn đấu, đặc biệt là hàng công phải cải thiện khả năng ghi bàn. Mất quyền tự quyết, Klopp tiếc nuối vì trận hòa với Quỷ Đỏ. Phát biểu sau khi rời nhà hát của những giấc mơ với một điểm ở trong tay, huấn luyện viên trưởng của Liverpool là Jürgen Klopp đã có một vài phát biểu rất đáng chú ý như sau. Huấn luyện viên người Đức cho biết: "Vào lúc này tôi cảm thấy rất tự hào. Trong ngày tháng đầu tiên đặt chân đến Liverpool, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đội bóng do mình dẫn dắt có thể áp đảo Manchester United trong hai trận đấu vừa qua. Dù vậy, kết quả vẫn chưa làm tôi hài lòng được. Trận đấu trước là một thất bại, còn ngày hôm nay chúng tôi chỉ có được một điểm. Rất tiếc nuối. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thật sự tập trung vào lúc này. Bạn biết đấy, cuộc đua vô địch năm nay rất khốc liệt." Kobe Mino rực sáng, Jürgen Klopp nổi điên ngoài sân. Theo những hình ảnh mới nhất mà chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, sau khi chứng kiến măng non Kobe Mino của Quỷ Đỏ có một tình huống làm bàn xuất thật ở phút 67 để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford, những máy quay có mặt tại nhà hát của những giấc mơ khi đó đã bắt lại được hình ảnh tức giận và vô cùng khó chịu của huấn luyện viên Jürgen Klopp bên ngoài đường biên. Theo nhà báo người Ý cho biết, chiến lược gia người Đức đã tỏ ra không hài lòng với cách mà những người học trò của mình ở hàng phòng ngự đã hoạt động trong tình huống nói trên. Những cổ động viên có mặt tại khu vực gần với băng ghế kỹ thuật của The Kop khẳng định rằng huấn luyện viên sinh năm 1967 đã hướng về phía Virgil van Dijk với Andy Robertson và hét thật to rằng: "Các cậu đang làm cái gì thế?" Kèm theo đó là một thái độ vô cùng tức giận. Thật bất ngờ, Andre Onana sử dụng vũ khí đặc biệt. Mặc cho các kết quả có phần không được như ý của đội chủ sân Old Trafford vừa qua, tuy nhiên những màn trình diễn trong giai đoạn gần đây của thủ thành Andre Onana được rất nhiều cổ động viên đội bóng này cảm thấy hài lòng. Và mới đây nhất, theo những hình ảnh được các phóng viên có mặt tại Old Trafford ghi nhận được, rất nhiều lần trong trận đấu với Liverpool vừa qua, cựu cầu thủ Inter Milan đã sử dụng một lọ Vaseline để thoa lên găng của mình. Theo tờ Daily Mail cho biết, trong những tình huống nhất định, các thủ môn hoàn toàn có thể sử dụng loại sáp như trên để bôi vào găng tay của mình nhằm tăng độ ma sát với bóng trong những trường hợp ẩm ướt. Dù vậy, những đôi găng tay của các thủ thành có nhiều khả năng bị hư hỏng hơn nếu như sử dụng phương pháp trên. Ba điểm quý giá Massimiliano Allegri và Federico Gatti chia sẻ sau chiến thắng của Juventus trước Fiorentina. Sau chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Fiorentina, huấn luyện viên của Juventus là Allegri đã có những chia sẻ như sau: "Chiến thắng này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ. Chúng tôi đã có bàn thắng sớm trong hiệp 1, nhưng cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian còn lại. Cầu thủ cải thiện nhiều hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Dù sao thì ba điểm này rất quan trọng đối với Juventus vào lúc này." Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn là Federico Gatti cũng có những chia sẻ về chiến thắng này như sau: "Đây là một chiến thắng rất quan trọng vì chúng tôi đã kết thúc 2 tháng với nhiều biến động. Chiến thắng này và trận thắng hôm thứ ba trước Lazio mang lại cho chúng tôi rất nhiều động lực về mặt tinh thần. Juventus phải sẵn sàng cho các trận đấu còn lại ở mùa giải này. Với tinh thần đang lên cao, chúng tôi là một đối thủ đáng gờm với các đội còn lại.
cầu thủ sẽ chiến đấu vì đồng đội của mình và tất cả chúng tôi đều nỗ lực hết mình ở trên sân. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau cập nhật những tin tức bóng đá nóng bỏng nhất trong 24 giờ qua. Tuy nhiên trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, tôi vẫn muốn gửi đến mọi người một vài tin tức thú vị khác của bóng đá thế giới. Tôi tin chắc rằng những thông tin sắp tới đây sẽ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Ta bắt đầu ngay thôi nào. Sau trận hòa trước đoàn quân, huấn luyện viên Erik ten Hag, trung vệ của Liverpool là Virgil van Dijk đã bày tỏ sự thất vọng của mình với truyền thông như sau: "Trận hòa này không khác gì một trận thua, đó là lỗi của chúng tôi. Cầu thủ đã có rất nhiều cơ hội và chúng tôi nên tận dụng nó để kết thúc trận đấu. Thật không may sai lầm cá nhân đã xảy ra với bàn gỡ hòa của Bruno và chúng tôi đã có rất nhiều thời gian để sửa sai. Nhưng tôi cảm nhận được rằng cầu thủ đã quá vội vàng và Liverpool phải chia điểm." Roy Keane đã chỉ trích tiền vệ Ryan Reid của Nottingham Forest vì đã ngã vờ sau pha va chạm với James Maddison của Tottenham. Keane nói: "Tôi đã làm việc với Reid ở Forest. Cậu ấy thực sự tốt bụng, nhưng mỗi khi có ai đó chạm vào Reid thì cậu ấy lại ngã xuống. Reid đã ngã xuống quá dễ dàng. Tôi nghĩ Reid cần phải loại bỏ thói xấu này của mình." Tuy nhiên, những fan của Forest đặc biệt tức giận khi Maddison không bị thẻ đỏ. Một số bình luận của fan Nottingham như: "Ai đó làm ơn cho tôi biết James Maddison đang làm cái quái gì trên sân vậy? Anh ấy đã đấm Jet theo đúng nghĩa đen. Maddison vừa được phép đấm vào bụng Jet. Hay tại sao VAR xem Maddison đấm Jet mà chẳng làm gì cả?" Tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Ten Hag hài lòng về măng non của mình. Bước vào trận đại chiến với Liverpool với rất nhiều sự thiếu vắng những trung vệ kinh nghiệm do các vấn đề về chấn thương khác nhau, huấn luyện viên Erik ten Hag buộc phải sử dụng măng non Willy Kamwala đá cặp cùng với Harry Maguire trong trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 2004 này thật sự để lại rất nhiều điều tích cực. Nhận xét về cậu học trò của mình, huấn luyện viên người Hà Lan đã nói như sau: "Tôi cực kỳ hài lòng với những gì mà Kamwala đã thể hiện trong ngày hôm nay. Bình tĩnh và máu lửa, chàng trai này đã thật sự đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà tôi đặt ra trước trận đấu. Manchester United hoàn toàn có thể kéo một tiền vệ phòng ngự xuống để đá cặp với Maguire. Tuy nhiên, Kamwala đã chứng minh được rất nhiều điều trong khi luyện tập. Chính vì thế chàng trai trẻ tuổi này đã xuất hiện trong trận đại chiến ngày hôm nay." Sau màn lội ngược dòng trước Monza, huấn luyện viên của Napoli là Francesco Canciona đã có những chia sẻ như sau: "Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tôi cùng cầu thủ đã nói chuyện và tất nhiên là tôi không hài lòng với màn trình diễn của họ trong hiệp 1. Chúng tôi khởi đầu trận đấu không mấy tích cực. Trong bóng đá bạn phải luôn chạy theo bóng, trong khi đó cầu thủ luôn chờ bóng và ít di chuyển. Tuy nhiên trong hiệp 2, cầu thủ đã có cường độ di chuyển cao hơn và chất lượng hơn. Nhờ tinh thần đoàn kết của tập thể mà Napoli có thể lội ngược dòng, tôi cần cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần này." Hy vọng mọi người sẽ cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những bản tin về bóng đá được đăng tải trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân ở YouTube. Bản thân tôi cũng như ekip của mình rất mong mọi người sẽ dành tặng một lượt like cũng như là đăng ký để tạo thêm nhiều động lực làm việc cho mọi người trong kênh. Đến đây xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.